Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Bàn trò chuyện, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Công vụ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mỗi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, và từ nhà này đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành. Ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong sách Công vụ đoạn 2, câu 46. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ. Cô đơn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hạnh phúc của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thông qua hành vi trên mạng xã hội, tiêu thụ thực phẩm và những thứ tương tự. Một nghiên cứu cho thấy rằng gần 2/3 dân số, bất kể tuổi tác hay giới tính, đều cảm thấy cô đơn ít nhất vài lần trong đời. Một siêu thị ở Anh đã lập ra những bàn trò chuyện ở khu quán ăn để khuyến khích con người kết nối với nhau. Những người cần có mối quan hệ chỉ cần ngồi tại bàn được thiết kế cho mục đích đó để tham gia cùng người khác hoặc thể hiện mong muốn được tham gia. Cuộc hội thoại bắt đầu sau đó, mang lại cảm giác kết nối và tính cộng đồng. Những tín hữu của hội thánh đầu tiên đã cam kết gắn bó trong mối quan hệ với nhau. Không có nhau, họ sẽ cảm thấy rất cô đơn trong việc thực hành đức tin, là điều vẫn còn mới mẻ với thế giới. Không chỉ giữ lời dạy của các sứ đồ, để học biết theo Chúa Giêsu, họ cũng chuyên tâm đến đền thờ và bẻ bánh tại nhà để khích lệ và thông công với nhau. Chúng ta cần có mối quan hệ với người khác. Chúa đã tạo dựng chúng ta theo cách như vậy. Những lúc cô đơn, đau khổ đã chỉ ra nhu cầu đó. Giống như các tín hữu của hội thánh đầu tiên, chúng ta cần đồng hành và chia sẻ với nhau vì lợi ích của chúng ta, và cũng hãy đem điều đó đến cho những người xung quanh đang cần. Hôm nay, bạn sẽ chủ động kết nối với người khác như thế nào? Bạn đã bỏ lỡ những cơ hội xây dựng tình bạn ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trong các mối quan hệ vì lợi ích của chúng con và của người khác. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.